Thưa quý vị, trong 11 tháng năm 2023, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của tỉnh Hải Dương đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 74 dự án với tổng vốn đăng ký 955,5 triệu đô la Mỹ, gồm 25 dự án ngoài khu công nghiệp và 49 dự án trong khu công nghiệp, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 33 lượt dự án với số vốn tăng thêm 140 triệu đô la Mỹ và chấp thuận 11 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị góp vốn 5,5 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Hải Dương hiện có 534 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn hơn 10,140 tỷ đô la Mỹ đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh Lào Cai, tạo đòn bẩy giúp tỉnh sớm cụ thể hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Theo quy hoạch đến năm 2030, Lào Cai sẽ có thêm 2 cặp cửa khẩu được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế và 6 lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Với việc ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, cơ sở hạ tầng theo quy hoạch cũng sẽ tháo gỡ được điểm nghẽn lớn tại các cửa khẩu phụ của Lào Cai. Khi đã nâng cấp được cửa quốc tế thì nó sẽ cái lưu lượng hàng hóa rất là lớn. Thế cùng với đó thì các cái dịch vụ đi kèm về dịch vụ bến bãi, kho hàng, rồi là dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ, các dịch vụ khác đi kèm thì cũng sẽ phát triển. Do vậy thì cái đời sống kinh tế xã hội của địa phương nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Tỉnh Lào Cai đã quy hoạch khu logistics rộng 270 ha và đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư. Với tầm nhìn dài hạn, Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng những trung tâm logistics liên hoàn, tăng cường vận tải đa phương thức, biến Lào Cai thành thị trường logistics hấp dẫn trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Cái sự hợp tác của khu kinh tế này với các trong nội bộ tỉnh Lào Cai và với các vùng khác, đặc biệt là với hệ thống các doanh nghiệp thì tôi nghĩ cũng là những cái mà có ý nghĩa rất ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy cái sự phát triển của khu kinh tế. Cùng với việc đẩy mạnh quy hoạch phát triển hạ tầng, tỉnh Lào Cai cũng đang tích cực phối hợp với phía Trung Quốc để tháo gỡ những nút thắt, bảo đảm có sự tương đồng về mặt chính sách hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động về định hướng chính sách để khai thác tối đa lợi thế của từng cặp cửa khẩu, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Sớm thực hiện các cái thủ tục để làm sao chúng ta khởi công được cái cầu biên giới để qua sông Hồng giữa Bản Vược và Pà Sa của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đây là một trong những cái hạ tầng quan trọng để chúng ta thực hiện được cái bản quy hoạch phát triển các cửa khẩu. Với quy hoạch và sự đầu tư trọng điểm từ Trung ương cùng nhiều giải pháp đồng bộ sẽ góp phần thúc đẩy Lào Cai sớm đạt mục tiêu đề ra là đến năm 2025, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 10 tỷ đô la Mỹ, đồng thời đưa Lào Cai trở thành trung tâm giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Mới đây, Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khánh thành Trung tâm Du khách Cúc Phương. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp. Trung tâm Du khách Vườn Quốc gia Cúc Phương là một trong 3 dự án thí điểm của chương trình Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ, nhằm thay đổi các thực hành chuyên môn dài hạn và phát huy các giá trị văn hóa thiên nhiên, bảo vệ tốt hơn cho các thế hệ, đồng thời khơi dậy tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học của thế hệ trẻ. Các mảng thông tin trưng bày tại Trung tâm Du khách Cúc Phương được phân chia thành 3 khu vực là chào mừng, khu rừng và không gian trẻ em, theo các tiêu chí trực quan, sát thực, hấp dẫn và sinh động, trong đó sử dụng nhiều hình ảnh, hiện vật, âm thanh để du khách trải nghiệm. Đến với trung tâm, du khách được tìm hiểu về hệ sinh thái, động thực vật phong phú, về những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân bản địa qua các mảng thông tin trưng bày. Ngoài ra còn có không gian thư giãn và các trò chơi giúp du khách hiểu thêm về hệ động thực vật trong rừng.